em chào chú Quang. Chào em Thức Quang, chào các bạn nhé. Dạ. Chào anh chị em mình trong diễn đàn, nghe rõ không em? Dạ nghe rõ anh. Tùng Lê thì anh thấy đang live trực tiếp, nhà nó đang có những ba que trong cãi nhau lộn từ vậy. Chắc là cái nick này là nick của ai thôi chứ không phải của nó đâu. Tại nó đang làm chương trình nó cũng đang cãi nhau chửi nhau tùm lum, nó đang chửi nhau trần toán ở bên đó mà. À tại vì anh thấy cái giọng điệu nó là y chang à, giọng điệu của kiểu đó y chang à. Và không biết là nó livestream lâu chưa. Cho nên nó livestream hơn nửa tiếng này. Tùng Lê biết sao nó vào là vào liền chứ nó ra mặt liền chứ nó không có giấu đâu, chắc nick là nick nào thôi. Vì À. tính tình Tùng Lê nó vào anh em thì mình chơi nó vào đưa mặt nó luôn rồi. Chứ nó không có À. không có nhẹ như thằng AQ, không có giấu mặt, nó ra nó lên lên là nó ra mặt luôn rồi. Chắc nick này nick nào anh đoán thôi, có khi nó không có. Mà Thì cứ hy vọng là vậy. nếu mà phải Tùng Lê mà em mời lên nó bận, nó bận liền rồi. Yeah. Ở tính thẳng thì nó cũng không không có dấu mặt. Ví dụ em mời Tùng Lê lên thì nó bận, nó nói bận chứ chắc anh nghi không phải nó, anh đoán rồi không biết đâu được, anh không phải là nhà nó đâu mà không biết. Nhưng tại vì để Dạ cho anh cả đoán giả nó non, anh mới có men anh nói vậy mà. dạ Tại thứ nhất nó đang làm chương trình bên kia, cái hai nữa là nó đang chửi lộn tùm lum với anh em mình bên, cái hai nữa là thằng này nó không lên được để nói, nó không lên mà cho lên nó lên liền à. Thậm chí chửi nó cười ấy mà. Nó vừa chửi nhau trần toán xong nó lại khè nó cười. Chào Trần Nam, chào Hải Yến Bùi, chào anh em mình nhá. Sao chú Phan thấy được hết, em chẳng thấy được gì, bực Nghe đâu anh thì tối là em like ai lên anh nhìn hết rồi. Hào Nam có comment đầy đủ hết là do máy đấy. Do máy tụi em từ tối giờ em cứ phàn nàn không nhìn comment cho anh nhìn hết mà. Sao bực mấy ngày này tức không có lên em rồi. like? Dạ mấy nay bữa giờ bận quá anh, bận việc nhiều quá rồi cũng sức khỏe nữa. Hôm nay khi lên rồi rồi vừa rồi trục chặt rồi kỹ thuật rồi bá thiết bị nữa. Rồi anh thấy một tuần này không có em like. Rồi anh tính like thay em vài bữa rồi nó giảm đấy anh, nó mới thả chiều này. Sao vậy? Sao dám? Thì comment có một câu là nó anh comment có một câu với nó phi phạm cộng đồng rồi nó cúp thì anh phải nó hứng lại nó trả ra. Không, nhân tiện mà anh chú Phan nói về cái Facebook nó báo đó đó thì cơ quan gợi ý cho anh và mọi người thế này nè, Đúng rồi. mấy mốt lần sau mọi người có bị mà thí dụ Facebook gửi thông báo về về vi phạm cộng đồng gì nha thì mọi người nhớ là không chấp nhận quyết định đó Đúng và kháng rồi. cáo. Đúng À, và rồi. kháng cáo thì mọi người cứ kháng cáo như thế nào kháng cáo và mọi người chọn vào cái mục á, gọi là tôi cho rằng là Facebook quá khắt khe. Đúng rồi. Mọi người cứ thử làm vậy đi nha, mọi người cứ thử làm vậy đi. Chứ đừng Đúng đừng có rồi. chấp nhận. Anh vào kháng cáo thì cuối cùng nó thả ra nó xin lỗi đấy. Anh cũng nói tục, anh chỉ nói tục thôi, anh đâu có chửi ai mà nó báo cáo, tụi ba quen nó báo cáo đấy. Thì tụi nó chuyên môn cái bài của tụi nó mà tụi nó vào thì anh biết rồi, ví dụ nói chuyện không lại anh á thì bắt đầu nó kích động không được nữa, bắt đầu nó lồng ghép nó lôi lãnh tụ ra thì Nó lôi bình luận từ để từ gây tháng trước nha. Nó lôi cái bình luận của mình từ tháng trước nha, nó báo cáo thì anh phản hồi lại là Facebook mới xin lỗi. rồi cho mọi người ức chế cái phản ứng lên cái comment một hai cái từ gọi là nhạy cảm Đúng chút rồi. xíu là nó chụp cho nó báo cáo là Nó dính. báo cáo rồi. Cái trò của tụi nó mà trò tụi nó phá phá để làm gì, đó là một cái cách rồi tụi nó là bóp chặn tiếng Nó bóp nói đó, luôn đấy. chặn Nó tiếng bóp luôn nói. tiếng nói. Yeah. Đúng rồi. Cái Nó thấy trò mình của tụi làm nó là nay, như nó nghĩ vậy là mình làm nay chửi thì nó bóp tiếng nói, nó không cho mình lên. giống như cái nick của em đó, nick của em bây giờ em like đâu có được, em like không có được nữa, không biết nó báo cáo kiểu gì. À, không biết nó cáo báo cái gì hay là nó hack thì em chẳng biết nữa, cứ like là văng ra. Nó báo cáo những cái câu của men từ tháng trước rồi, giờ nó lôi ra nó báo cáo rồi mình phản hồi nó thả ra. Nói chung là các diễn đàn thì bữa nay là thằng thằng Lân Lân Thắng thì bắt rồi, nhưng mấy cái thành phần mới lên thì nó cũng cũng láo lắm. Mới lên trong nước nào lớp thì Anh thằng đòi ra đảng, lớp thì thằng đòi đòi nhân dân đứng lên, là nó láo. Là mới lên được trong nước, mới lên vài thằng
những thằng cũ như như Linh Chún với thằng Thuận Lùn xe ôm chưa được chứ thuê lấy tiền thì bữa nay cũng đỡ rồi, là Lê Văn Thế đỡ rồi, còn Lê Thương thì bố cuộc luôn rồi, Lê Thương thì hình như bố cuộc lên luôn rồi, còn Châu La Khải cũng gần đến bố cuộc luôn rồi, nhưng mà giờ nối lên vài vị nữa. Chúng nó láo, tụi anh tụi Hải nó hướng Bùi vào hay vào chiến đấu tụi nó lắm. Rồi ở đó, nước ngoài nhân thì... nhân 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 tại cái câu chuyện anh vừa chia sẻ đó, nhân tiện cái câu chuyện đó thì em có cái khái niệm này, không biết thì anh với mọi người thấy thế nào. Tức là cá nhân em cho rằng á, thì mọi người thường bảo là họ là dân chủ cội gì đó, em thì không cho rằng họ là dân chủ cội. Em cá nhân em thì em cho rằng đó là những thành phần lính đánh thuê online, đúng không ạ? Bởi vì á, nếu mà đã gọi là thế này thế nọ mà gắn hai cái mắt đấu tranh á, thì nó phải gắn liền với hai chữ lý tưởng, đúng không? Bây giờ anh đấu tranh với bất cứ điều gì em không cần biết, dù là trái là phải là nghịch là gì nữa, nhưng mà anh đã gắn cái mắt đấu tranh vào đó thì chắc chắn là phải gắn liền với hai cái từ lý tưởng. Mà lý tưởng cụ thể là gì? Anh làm một cách là vô tư, anh làm một cách là không vụ lợi, anh chỉ đi theo cái mục tiêu với cái lý tưởng của anh đưa ra, đúng không? Còn những thành phần kia đó thì thực chất nó là gì? Nó làm vì tiền. Có nghĩa rằng những tổ chức và những con người bên kia gửi tiền về ủng hộ cho nó, hay là cho nó đồng này đồng nó, thì nó sẽ đứng lên nó nói chuyện. Còn bây giờ không cho nữa thì nó rút binh. Và thậm chí bây giờ nếu mà thực sự như anh hay là mọi người mà có cái quỹ nào đó hùng lại cho tụi nó, thì tụi nó cũng sẵn sàng quay lại chửi bên kia. Thì có thì theo anh đó, những thành phần đó có phải là lính đánh thuê online không? Thì đúng là như có vậy khác đấy. Gì những lính thôi. À, đúng bản chất là lính đánh thuê online đấu thôi. tranh thôi, thực tế là đi đấu tranh kiếm ăn kiếm sống toàn những người xe ôm với Đúng cơ rồi. quan được làm, thành phần đẳng cấp thấp xã hội lên đây nói chuyện chính trị, đòi đa đảng với đòi an sinh xã hội với đòi nước mình với bằng nước nọ nước kia. Cái bài chúng nó là cái đòi mình bằng nước Mỹ với nước, bảo là Hàn Quốc với lại Nhật Bản thì thua mình nhớ hơn mình, nhưng mà thực tế là Hàn Quốc Nhật Bản hàng ngàn đời anh mình đâu có bằng nó được. Mà thật Kinh sự á, tế ví không dụ họ thì đòi cái gì họ mình sao đòi, bằng hai nước nó được. em nói thiệt với anh thế này nè, em cũng rất nhiều khi muốn có một lần nào đó để tranh luận với họ, hoặc là trao đổi thôi, nghe tranh luận thì nó ghê quá, trao đổi với họ để tìm hiểu xem ví dụ như là họ đòi cái này đòi cái kia để cùng nhau trao đổi xem để ra vấn đề, nhưng mà tiếc rằng thì cũng chưa gặp được trường hợp nào cả. Anh Hào Nam với Hải Bùi hay vào chiến đấu rồi chúng ta nói ngang như cua mà nói tụi nó không được đâu mà. Rồi nó đòi đa đảng, nó bảo là đa đảng để có an sinh xã hội, nhưng mà tụi anh với Hào Nam lên nói là cái vấn đề đa đảng một đảng để muốn có an sinh xã hội nó đòi nhiều yếu tố lắm, chứ không phải cứ đa đảng có an sinh xã hội ngay được. Đa đảng mà đất nước không ổn định chính trị như Campuchia ấy, như Myanmar đó, rồi dân công an việc làm không có, rồi kinh tế xã hội BMF thì không đóng một thuế lên được qua lên được an sinh xã hội, thuế cũng đóng rồi lấy tiền lấy biết thì phải chi, nhưng mà chúng nó cứ cãi ngang rồi. Chúng nó cãi không không có bài bản nào, nó nói không có quy luật nào, thì cuối cùng nó bảo mình là thằng bưng ngô chỉ thích đồng đảng thôi, nó vấn đề cho nó Em cũng mong rằng em cũng gặp những ai đó diễn đàn của mà em nó cho không rằng em vào, diễn đàn của em nó không cho rằng em vào tại sao vậy anh? thì nó không biết là mình toàn bò đó chơi, nó không thích nó không vào, thì nó cho mình thành thằng bò À, đó bưng bộ thì nó không vào, tức là nên là họ năm họ với Hải cho người tức là họ cho rằng anh em chúng ta là bò đỏ, bò đó đúng hết không? nó còn. À, mà nếu mà là anh em chúng ta là bò đỏ thì có nghĩa rằng là họ là bò vàng, vậy là quy ra thì cũng là bò với nhau, đúng không? Thì có Chúng gì đâu nó phải gay cấn, bảo là đúng mình là không? bình đẳng nhưng không bình dân, chúng đó là bình dân, nó nói ngang như cua vậy, nó anh em mình là thành bò đó bình đẳng, mà chúng nó là đứng ở phía dân, tao mà chúng mày đứng ở À, dân đứng sao ở mày phía không tập dân. hợp dân đi, chúng mày giấu mặt cho mày địa chỉ, mày giấu mặt cho mày giấu cho mày ngồi đâu chứ giấu mặt như thế là giấu cái gì, chứ mày vẫn đứng phía dân, dân ai dung túng chúng mày, nó khổ vậy. Nói chung là diễn đàn thì bữa nay Moran thì ở đây ở trên xe ngủ trên xe rồi ít like rồi, có mỗi Tùng Lê nó hay like thôi, rồi nước ngoài chỉ có Huy Chương Tân Thái thôi là like đều thôi, với thằng thằng Dũng Méo thôi, thằng gì méo méo nhỉ em nhỉ, ở miền Tây
Ai à, em không rành mấy tay Huy đó. Huy béo là có ba diễn đàn like nhiều đấy, còn còn diễn đàn Hùng Nhân với lại diễn đàn của Bích Trang thì bữa nay anh chị sang cãi lộn nhiều rồi. À, ví dụ bữa nay có Lô Chưa Đào được có hai hai like ngày, hai ngày like lần rồi, còn đa số chuyển sang cãi nhau là ví dụ